Ok, xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây thì em đang giáp lên vài đôi siêu hỏa tiễn. Đấy. Như bình thường thì hỏa tiễn là các bác nắp từ thường thì gọi là nó bình thường. Còn như dòng hỏa tiễn này thì đa số bây giờ trên thị trường giờ đa số là nắp bắt neo, check neo thì gọi là siêu hỏa tiễn. Này các bác nhá. Cấu hình hiện tại hôm nay em đang nắp đó là tép neo 750 côn dây nhôm dẹp. Và bát đây đó là bát BC QP15 trừ 012. Cái bát này thì là côn có 76 thôi nhưng mà công suất RMS là 1000W cơ các bác ạ. Đấy, rõ ràng là côn 76 nhưng công suất RMS là 1000W. Đấy. Hoành tráng không? Theo thông số thì em xem ở trên website của hãng thì thông báo 1000W. Nói chung là cũng được. Với cái cấu hình này các bác chơi kiểu mini nay xong tiệc cưới thì thoải mái các bác ạ. Đấy. Bát 40. Củ bát neo côn 76. Đấy, bát 40. Từ neo côn 76. Tép thì là từ 12 đúng không nhỉ? Từ 14 côn 44 phải. À côn không phải là côn 44 đâu mà là côn này hình như là 76 ấy, 74 hay 76 vậy. Em sẽ cố gắng nhớ xem là cái thước đặt đâu đó để đo cho các bác xem. Nhưng cuối cùng là toàn quên thôi các bác ạ. Thước ở đây không có. Tầm này hơi bị đơ rồi các bác ạ. Con này thì từ hình như là 14 rồi phải. Đây, từ 14 có 16 nha. Đấy, củ tép neo. Neo. Côn 76, dây nhôm dẹt, được chưa? Không nhớ là 12 hay 14 thì có khi thì thôi không kể nữa. Miễn là củ tép ở đây rồi, chán bắt đầu nhìn được cái thước. Đấy các bác nha. Thì nhiều các bác hỏi là bây giờ thì ví dụ như là anh đặt chú nắp lên cả một đôi hoàn chỉnh thì bao tiền. Thì hôm nay này em giáp lên cả đôi hoàn chỉnh và cũng xin thông báo giá luôn với toàn thể các bác là như sau. Con này là từ 12 năm chứ không phải là 14, tương đương với 5 inch. 5 inch nhá. Ngoài trời thì đang có mưa và gió sấm chớp đùng đùng ấy. Với cặp này em nắp lên nếu như các bác mua lẻ về tự nắp thì kiểu gì thì kiểu phải tầm trên 17 triệu. Nếu như mua tất cả linh kiện bên em về xong tự nắp thì trên 17 triệu. Còn nếu như các bác bảo là thì bây giờ chú nắp luôn cho anh như này như kia thì em lấy là 16 triệu 2 một đôi bao ship. Riêng cái tiền phí ship vận chuyển một cặp loa này nha, nói nhanh nha, 700 nghìn một chiếc này nếu mà đóng gói và gửi Viettel. Ví dụ như 725 này của bác khách bác đấy rồi. Này mưa quá em không gửi được. Riêng quả này mà gửi bưu điện nha, cứ tầm 900 nghìn. 8-900 nghìn một quả này. Đấy, một đôi này mất 1 triệu 8 rồi. Nên là không vui đâu các bác ạ. Đấy, đóng bìa đấy nhá. Đây em đóng bìa em gửi xe thôi. Ví dụ gửi bưu điện như thế. Còn đây hàng này, một cặp này em gửi xe cho một bác khách quen ở trong tỉnh Nghệ An. Thì ước tính cái chi phí vận chuyển từ đây vào trong đấy là chắc tầm 800 nghìn. Tầm 800 nghìn cặp này các bác ạ. Cặp hỏa tiễn 2340 này. Đây thì nắp lên nó sẽ như này. Thì đây là cái loa này em đặt là mẫu nhá. Để đây là mẫu bởi vì loa bát này em sẽ đánh riêng một đường, loa tem đánh riêng một đường nên là sử dụng cái dây như này. Đang đấu trong kiểu là chiêu quay. Chiêu quay nhưng có phân tần. Đấy. Dòng này thì làm nó rất là cầu kỳ, không phải làm đơn giản đâu. Tức là nắp lên nhá. Đo lấy mẫu bát đã, xem là nó cao nhất điểm, cao nhất của nó bát là đến bao nhiêu km. Ví dụ nếu như không có củ định hướng này thì nó còn lên được là vào hơn 2 km một tí. Nhưng vướng cái củ định hướng này nó sẽ cộng dồn các nhịp tần số thấp hơn thì và nó sẽ ra được cái tần số là cao nhất là vào hơn 1 km một tí. Nên là cái loa này em đắp lên nói đúng ra nó con tép kia gần như là gánh hết cỡ luôn. Gần như là gánh hay cỡ bởi vì như thường thường ấy là tép này là có đáp tuyến từ hơn 600Hz nha, hơn 600Hz. Tức gọi là 800Hz đi. Đến 16kHz là bắt đầu hơi xuống dốc. Đấy là đo ở 0dB. Tức là độ chênh lệch của nó là nó không quá là 3dB. Đấy, còn nó đo trên máy thì gọi là 0dB. Đấy. Còn riêng của loa tép này khi nắp vào cái loa hỏa tiễn này thì đạt hiệu quả, tức là sử dụng hết chức năng của loa tép kia nhé, là trên 80%, còn lại 20% để gọi là để dành. Nên là nếu bác khách này bác xem được video này
Bác đánh cái cặp loa này nha, bác chỉ cần một con đẩy có công suất là từ 800W đến 1000W là các bác đánh được. Không cần quá lớn nha. Đây em sử dụng âm ly test, em dùng cái âm ly có công suất đầu ra ước tính hình như là có 85W ở trên 8 ohm. Và 4 ohm là vào hình như có 120W mà đánh cái loa tối này ngồi trong nhà nghe có vẻ đánh một chiếc ấy. Đánh một chiếc nghe có vẻ hơi bị căng đấy các bác ạ. Hơi bị rực rỡ luôn đấy. Nếu như các bác mà chơi thì các bác chỉ cần một con đẩy công suất ước tính là từ 800 đến 1000W ở 8 ohm. Nếu mà nhân đôi lên nếu mà về 4 ohm thì nó tầm 1400 đến 1600 là các bác đánh loa này đánh thoải mái. Nhưng mà khuyên dùng nhá, các bác là đánh con đẩy từ 600 đến 800 thôi. Nếu mà đánh vừa vừa, còn nếu mà đánh lớn ngoài trời thì các bác phải có một thiết bị đo đặc biệt cơ. Đo FPN. Đấy. Ví dụ đặt cái máy đo cách cái loa như này. Tầm 1 mét mà các bác đo đạt được tầm trên 115 dB là các bác dừng để thế thôi, các bác đánh liên tục. Tức là đánh to hết cỡ, đo trên trước loa tầm 115 đến 118 dB là các bác để thế thôi. Chứ còn to nữa thì một là con đẩy của các bác có vấn đề, hai là bỗng dưng cái loa nó lại có cái gì đó hơi lạ. Đây em kể luôn nhé. Bởi vì bên cái dòng loa hỏa tiễn này nó không như các loại như là loa 715, các bác để gia đình các bác đánh thoải mái không bao giờ gọi là sợ hỏng. Còn cái loại này là dùng cho biểu diễn ngoài trời. Nhiều khi là một cái vui tay của các bác thôi, các bác không ngồi trước loa nên các bác không cảm nhận được. Mà có khi là ngồi trước loa nhưng ngồi xa loa quá không cảm nhận được, thế là toang. Hỏng luôn đấy các bạn. Cái dòng này thì được cái tiếng bass khá là dày. Nên là các bác sử dụng ngoài trời thì chỉ cần thêm súc thôi, không cần biết đâu đâu. Con này tiếng khá là dày. Không phải mỏng đâu, tiếng khá là dày đấy các bác ạ. Đáp tuyến từ 120 đến 20kHz. Và bây giờ em sẽ cho các bác xem cái thông số đo đáp tuyến của cái loa này nha các bác nhé. Giá hiện tại em đang bán là 16.200.000, bao ship mọi miền tổ quốc. Đấy là cọc trước ít nhất là 2.000.000 thì em mới gửi được. Còn nếu bác khách quen bác chuyển khoản hết luôn, em còn giảm giá cho bác cái gì. Đấy. Bảo là thôi em lấy anh 16.000.000. Thế là bác khách là bác chuyển khoản 15.500.000 mà thôi được rồi. Khách quen là mỗi thứ giảm tí. Coi như là cái loa này là không ăn được miếng thịt ăn được miếng rau thôi, ví dụ đấy. Bây giờ em sẽ cho các bác xem cái thông số đo đáp tuyến của cái loa. Em vừa lúc nãy có làm xong. Đang cái đoạn lắp phân tần nhớ ra là quên chưa quay. Đây là cái thông số của nó. Thông số của loa đã cái hỏa tiễn này các bác này. Đấy. Thông số này. Các bác nhìn cái dòng thông số này các bác thấy này. Đấy. Từ đoạn này hất lên là loa tép. Còn cái đoạn nô nhúi này là do nó bát. Và nó cộng hưởng ở trong gia đình, tức là cộng hưởng trong phòng nên là nó sẽ hiển thị như này. Đấy, để các bác dễ nhìn. Đây là nó bát này. Đây là nó tép này. Đấy, và cộng hưởng lên thì nó sẽ ra như này. Được chưa? Đấy. Cộng hưởng lên thì nó sẽ ra như này. Điểm X over nó tại đây. Nên là em nói là có đúng nhá. Bắt đầu là từ 1kHz này, đúng 1kHz bắt đầu xuống dốc này, trừ 1.7 dB này. Được chưa? Và nó tép là từ đoạn này trở nên. Đấy. Cắt nhau đúng cái điểm này. Cắt nhau đúng cái điểm 1.32kHz. Tức là nếu như để như này thì bình thường, còn nếu lúc em vui tính ấy, em thử cho nó gồng lên thì nhìn trông nó khiếp lắm các bác ạ. Đây. Gồng lên đây. Thấy chưa? Đây là khi mà em đo gọi là thử nó gồng lên thì nó như này. 864, thấy chưa? Từ đoạn này hất lên tức là để có con tụ thôi, không có cuộn cảm. Sau đó bảo cảm tưởng này không ổn lắm nên là phải cho cuộn cảm vào thì nó mới kéo được, chứ không thì dụng nó tiếp từ lâu. Thông số đây để cho các bác xem này, các bác tham khảo, các bác mắng chửi tùy. Đấy. Được cái đáp tuyến nhưng lại mất cái dòng pha. Được cái đáp tuyến mất cái pha. Con này thì đúng ra là phải chiêu quay. Đấy. Em nói luôn đi nhá, để các bác nhớ được cái thông số nhá. Đấy. Thông số tốt nhất là từ tầm này trở đi. Từ 80Hz này, các bác cân lên. Đấy. Nắn chủ yếu nếu mà nắn tép thì nắn nó đơn giản thôi, nó chỉ có 3 viên một chút xíu thôi.
không có nhiều, nhưng mà nắn bát thì nó rất là khổ. Cộng hưởng cụ bát với cái thùng nó không được hợp lắm. Còn cái họng kèn với cái cụ tép thì khá là hợp nhau. Đây em sẽ ẩn hai cái này đi để cho các bác xem mỗi cái họng kèn thôi. Đây nhá. Họng kèn đây. Hơi nô nhô tí thôi. 1/12 rực rỡ này, thấy chưa? Đấy. Nắn nó rất là đẹp. Họng kèn với loa nó hợp nhau các bác ạ. Đây, em sẽ cho các bác xem cái thông số hiển thị. Có đúng một con tụ 3.3 thôi thì chớp sáng thế. Hưng Yên một ngày mưa gió các bác ạ. 1/6 này, thấy chưa? Xong bây giờ đến 1/12 này. Đấy. Ok các bác nhé. Thì giới thiệu đến đây thôi. Bây giờ em chuẩn bị tinh thần để đấy. Không vui thế nào. Mưa gió sấm chớp này sợ lắm. Đây là phân tần em sẽ nắp vào trong những cái loa họa tiện. Đấy. Cuộn này là 1 mA nha, tụ 3.3. Có thay đổi đúng hai con thôi. Còn lại không thay đổi gì nữa. Tất cả làm nên là test rất ok rồi. Nên là nếu mà cái loa này mà các bác đánh mà ngoài trời mà các bác sử dụng làm sao mà dụng được cái loa tép này thì chứng tỏ là các bác gạt cái tiếng tép lên quá là cao. Bởi vì các bác xem thông số đọc tiếng vừa rồi thì cái giải tép từ 1 kHz trở lên đến 20 kHz nó khá là cân bằng, gần như là một dòng thẳng, nó chỉ hơi 3 viên một tí thôi. Còn cái dòng bát thì nó không cộng hưởng tốt lắm với cái thùng, nó bị 3 viên. Mà hơn nữa đây này, em đo trong nhà nên là nó có hơi dội âm, được chưa? Đấy. Ngày mai ngày kia em sẽ bê ra ngoài trời test thử mắc pin cặp loa này, đánh thử hết cỡ ngoài trời một cặp này. Đấy. Và một cặp này và một cặp súp đơn để cho bác xem là cái loại này. Nhiều các bác bảo là loa này tiếng nó bí thế này thế kia, để các bác xem là các bác ý kiến thế nào. Còn riêng bên em làm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của hãng như thế nào thì mình làm tương tự như thế. Hoặc là ăn gian ăn bớt linh kiện, hoặc là cái cổ loa nó không đáp ứng được thì mình nó cho nó suy hao tương đối thôi, chứ không được gọi là như này một kiểu như kia một kiểu. Bên em bán hàng nó kiểu ấy. Loa là làm theo tiêu chuẩn nha. Như loa này em đắp lên này, em mời các bác đánh dậy từ 800W đến 1000W ở 8 ohm là các bác đánh thoải mái cái loa này, được chưa? Đấy, tức là mở mắc pin ngoài trời đánh liên tục trong khoảng 3 đến 5 tiếng đồng hồ, được chưa? Chứ còn các bác đánh một phát khói mù, các bác dí ngay cái con 2000W ở 8 ohm vào thì 4 ohm nó vào hơn 3000W, đánh một tí là thôi em không kể nữa. Đây cụ nào bát đây, các bác đã xem đây. Không linh tinh linh thuê nữa thì bây giờ em sẽ lắp vào. Và hẹn các bác một ngày đẹp trời nào đó, Hưng Yên một ngày không mưa gió, em sẽ bê loa ra ngoài, bê ra ngoài trời test thử. Đấy, một cặp này và một cặp rung đơn để các bác nghe xem nó như thế nào các bác nhé. Video đến đây là kết thúc. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những cái clip review những hệ thống âm thanh hàng thanh gióng lần sau.